Bản tin tổng hợp sáng ngày 17 tháng 5 Bộ Tư pháp Ukraine cáo buộc một quan chức đường sắt phản quốc Ukraine cho biết hơn 260 người mới được giải cứu khỏi nhà máy thép Azovstal. Báo cáo, 20 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga ở Donbass. Đức cân nhắc chuyển lá chắn phòng không uy lực cho Ukraine. Đan Mạch Iceland và Na Uy hoan nghênh quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Panzerfaust 3, vũ khí thời thế chiến 2 bắn nát xe tăng Nga ở Ukraine. Phóng viên CNN, Thượng Hải bị phong tỏa như bộ phim về zombie. WHO cảnh báo COVID-19 có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên. Iraq lại hứng chịu bão bụi khiến các sân bay trường học phải đóng cửa. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 17 tháng 5 của DKN TV. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những thông tin liên quan đến chiến sự Ukraine. Ukraine cáo buộc một quan chức đường sát phản quốc. Kính thưa quý vị, Trang tin Ukrainska Pravda ngày 15 tháng 5 dẫn tin từ Bộ Tư pháp Ukraine cho biết một quan chức đường sắt nước này đang bị buộc tội, phản quốc. Theo điều tra, vào tháng 3 vừa qua, người đứng đầu ga Piver thuộc phân khu ga Volnovakha của chi nhánh khu vực đường sắt Donetsk đã sang phe với nhà nước xâm lược. Chấp nhận đề nghị của chính quyền khu vực chiếm đóng Nga, Ông này được giao một vị trí tương tự trong cơ cấu của Bộ Vận tải của DPR, tức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo công bố, quan chức này đã đích thân điều khiển công việc sửa chữa trên lãnh thổ của nhà ga, nơi đã bị hư hại trong chiến tranh nhằm khôi phục liên lạc đường sắt giữa lãnh thổ Donetsk Oblast và Liên bang Nga càng sớm càng tốt. Liên lạc đường sắt với Nga là cần thiết để chuyển giao thiết bị quân sự và nhân viên cho các hoạt động tấn công chống lại lực lượng vũ trang Ukraine. Văn phòng Bộ Tư pháp Ukraine hiện không tiết lộ danh tính của vị quan chức này. Ở một diễn biến khác, Ukraine cho biết hơn 260 người mới được giải cứu khỏi nhà máy thép Azovstal. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia vào hôm thứ Hai ngày 16 tháng 5 cho biết hơn 260 người mới được giải cứu khỏi nhà máy thép Azovstal, nơi đã bị lực lượng Nga bao vây. Trong số những người được giải cứu, có 53 người bị thương nặng trong một tuyên bố qua video được đưa ra vào cuối ngày 16 tháng 5. Thứ trưởng Malia cho biết, cùng với Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng vệ binh quốc gia và cơ quan biên phòng đã cùng phát động một chiến dịch giải cứu những người bảo vệ Mariupol khỏi nhà máy thép Azovstan bị bao vây. Bà Malia nói rằng, 53 người bị thương nặng đã được di tản khỏi Azovstan đến một cơ sở y tế ở Novoazovsk thuộc lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng để được chăm sóc y tế. 211 người khác đã được đưa đến Olenivka qua hành lang nhân đạo. Một thủ tục trao đổi sẽ được thực hiện để đưa họ trở về nhà. Olenivka là một thị trấn ở gần Donetsk, nằm trên tuyến đầu của cuộc giao tranh, nhưng thuộc lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Trước đó, một nhân chứng của Reuters cho biết khoảng một chục xe buýt đã rời khỏi nhà máy thép này truyền thông Nga đưa tin một số xe buýt đã đến một địa điểm khác ở ngoài Novo Azov. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết, việc di tản các lực lượng Ukraine bị thương khỏi nhà máy thép Azovstan ở Mariupol đã bắt đầu. Ở một diễn biến tương tự, báo cáo 20 dân thường thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga ở Donbass. Lực lượng đặc nhiệm Liên hợp của Ukraine vào hôm thứ Hai cho biết, 20 dân thường, bao gồm cả một trẻ em, đã bị thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga ở các khu vực Donetsk và Luhansk. Lực lượng đặc nhiệm quân sự cho biết trong một tuyên bố trên trang Facebook của họ rằng 25 cộng đồng ở các khu vực đã bị bán phá, với 42 tòa nhà dân cư và một trường học nằm trong số các địa điểm bị tấn công. Hãng tin Reuters đưa tin về vụ việc cho biết họ không thể xác minh các báo cáo một cách độc lập, trong khi Nga chưa phản hồi về tuyên bố nói trên tại miền nam hội đồng thành phố odessa vào hôm thứ hai cho biết khu vực này đã trúng tên lửa của nga khiến cơ sở hạ tầng du lịch bị hư hại nghiêm trọng và hai người lớn một trẻ nhỏ đã bị thương gần đây odessa liên tục trở thành mục tiêu tấn công tên lửa của nga trong bối cảnh moscow tăng cường các cuộc tấn công ở miền đông và cả miền nam của ukraine nếu như kiểm soát hoàn toàn donbass và odessa thì nga có thể thiết lập một hành lang trên bộ nối liền với bán đảo crimea chặn Ukraine tiếp cận với Biển Đen. Nếu như kế hoạch này thành công, thì đây sẽ là rắc rối không hề nhỏ cho Ukraine. Chuyển sang một diễn biến khác, Đức cân nhắc chuyển lá chắn phòng không uy lực cho Ukraine. Truyền thông Đức cho biết, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang cân nhắc việc chuyển cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không Eris TSLM. Báo Bill dẫn một nguồn tin nói rằng, Chính quyền liên bang hiện đang xem xét việc giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ của Đức, cụ thể là Iris TSLM với tầm bắn xa tối đa 40 km, cao tối đa 20 km. Nếu thông tin này là đúng sự thật, thì Đức sẽ là nước phương Tây đầu tiên chuyển lá chắn phòng không cho Ukraine. Trước đó, một quốc gia đông Âu khác đã chuyển cho Kyiv lá chắn phòng không S-300 có từ thời Liên Xô cũ ngoài ra nếu như ông olaf scholz ra quyết định như vậy thì diễn biến này sẽ đánh dấu một trong những sự thay đổi lớn nhất trong chính sách đối ngoại của nước đức trước đó đức đã tỏ ra khá e ngại trong việc cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine vì lo ngại căng thẳng với nga leo thang họ đã bắt đầu chuyển các vũ khí sát thương hơn cho ukraine sau khi gặp phải áp lực về việc chưa cung cấp đủ viện trợ cho ukraine để đối phó với cuộc xâm lược của nga Iris TSLM bao gồm hệ thống tên lửa lắp trên xe tải có radar đa năng có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu đồng thời và cũng được thiết kế để đánh chặn chiến đấu cơ, trực thăng tấn công, tên lửa hành trình, pháo phản lực, máy bay không người lái, tên lửa chống radar và bom. Theo các chuyên gia, sự có mặt của Iris TSLM nếu như trở thành hiện thực thì sẽ giúp nâng cao năng lực phòng không của Ukraine trong việc ngăn chặn Nga giành quyền kiểm soát không phận hôm 16 tháng 5, trong bản cập nhật mới về chiến sự, quân đội Ukraine cho biết họ đã hạ được 200 chiến đấu cơ, 165 trực thăng của Nga. Tuy nhiên, con số này hiện vẫn chưa được xác minh một cách độc lập. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Đan Mạch, Iceland và Na Uy đồng loạt hoan nghênh quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Kính thưa quý vị, theo kênh CNN, các nhà lãnh đạo Đan Mạch, Iceland và Na Uy đã đồng loạt hoan nghênh quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Phần Lan và Thụy Điển trong việc xin gia nhập NATO, ba quốc gia cho biết trong một tuyên bố chung vào hôm 16 tháng 5. Tuyên bố còn cho biết, chúng tôi lưu ý rằng các quyết định của Phần Lan và Thụy Điển về việc xin gia nhập NATO là các quyết định của quốc gia có chủ quyền phù hợp với quyền của Phần Lan và Thụy Điển trong việc lựa chọn các thỏa thuận an ninh của riêng họ. Phần Lan và Thụy Điển có quyền theo đuổi tiến trình gia nhập của mình mà không có bất kỳ nỗ lực can thiệp nào từ bên ngoài. Hôm 16 tháng 5, chính phủ Thụy Điển đã công bố quyết định xin gia nhập NATO sau khi xác định rằng tư cách thành viên là cách tốt nhất để bảo vệ an ninh của Thụy Điển trong bối cảnh môi trường an ninh đã thay đổi sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trước đó đã xác nhận rằng quốc gia của ông sẽ đệ đơn xin gia nhập NATO và gọi đây là một ngày lịch sử. Đan Mạch, Iceland và Na Uy vào hôm thứ hai cùng đồng loạt nhấn mạnh rằng an ninh của Phần Lan và Thụy Điển là vấn đề chung của tất cả chúng ta. Nếu Phần Lan hoặc Thụy Điển trở thành nạn nhân của hành động xâm lược trên lãnh thổ của họ trước khi trở thành thành viên NATO thì chúng tôi sẽ hỗ trợ Phần Lan và Thụy Điển bằng mọi cách cần thiết. Ba quốc gia nói trên cùng cam kết. Họ cũng cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo đảm một tiến trình gia nhập nhanh chóng vì Phần Lan và Thụy Điển đã tuân thủ các tiêu chí liên quan để trở thành thành viên của NATO. Thủ tướng Na Uy Jonas Garstore đã cam kết trong một tuyên bố sẽ phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng Bắc Âu của chúng tôi. Để Phần Lan và Thụy Điển có thể gia nhập Liên minh quân sự NATO, thì tất cả 30 thành viên hiện tại phải đồng ý theo nguyên tắc đồng thuận của toàn bộ các thành viên. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO từ năm 1952, đã tuyên bố không chấp nhận đơn của hai quốc gia này. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vào hôm thứ Hai đã nói rằng ông sẽ không đồng ý lá đơn của các quốc gia áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc cả Thụy Điển và Phần Lan đều đang che chở cho những người mà họ cho là liên quan đến các nhóm khủng bố, cụ thể là nhóm chiến binh đảng công nhân Quốc PKK và những người ủng hộ Fethullah Gulen. Thụy Điển đã đình chỉ việc bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ 3 năm trước sau khi Ankara can thiệp quân sự vào Syria. Và theo phía Thổ Nhĩ Kỳ, thì cả Phần Lan và Thụy Điển đã từ chối hàng chục yêu cầu dẫn độ các tay súng người quốc mà Thổ Nhĩ Kỳ mô tả là khủng bố. Cả hai nước nói rằng họ muốn cử phái đoàn tới Ankara để tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng Tổng thống Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đón tiếp. Tổng thống Erdogan dường như quyết tâm mặc cả cho lá phiếu của mình. Vào hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Ông tin tưởng rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ tham gia Liên minh NATO, bất chấp sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Liên quan đến những diễn biến trên chiến trường, Panzer Fort 3, vũ khí thời thế chiến thứ hai bắn nát xe tăng Nga ở Ukraine. Kính thưa quý vị, theo trang tin quân sự Military Times, trong số các vũ khí được tài trợ cho Ukraine, thì Panzer Fort 3 đã thể hiện được sức mạnh ấn tượng trước xe bọc thép của Nga. Tên lửa vác vai này là gì? Nó đến từ đâu? Và tại sao nó lại gây ra nỗi sợ hãi cho binh lính của Vladimir Putin? Panzerfaust 3 bắt nguồn từ Thế chiến thứ hai Năm 1943, Đức đã phát triển một loại vũ khí chống tăng nhỏ, đơn giản và dễ sử dụng, được gọi là Panzerfaust, quả đấm áo giáp. Về cơ bản, nó là một ống phóng lựu tên lửa có khả năng xuyên giáp ở phạm vi lên đến 60 mét. Ống phóng có thể được nạp lại nếu như có sẵn các đầu đạn bổ sung, nhưng lại đủ rẻ mạt để loại bỏ nếu không có. Kể từ ngày 18 tháng 10 năm 1944, loại vũ khí này cũng đã được cấp cho cả người lớn tuổi và thiếu niên để huấn luyện một cách vội vã, nhưng vẫn không thể cứu vãn Đức Quốc xã khỏi thế suy vong vào nửa năm sau đó. Tuy nhiên, vũ khí này đủ hiệu quả để quân đội sau chiến tranh cải tiến thiết kế cơ bản và tiếp tục sử dụng. Sau khi cùng với quân đội Đức tham chiến ở Afghanistan, thế hệ Panzerfaust mới lại tiếp tục chiến đấu với xe tăng Nga ở Ukraine. Theo đơn đặt hàng năm 1973, Đức đã phát triển một loại vũ khí bắn một lần chính xác hơn, mạnh mẽ hơn, thay thế chiếc PZF-44 cổ điển trong thời Thế chiến thứ hai, có khả năng chiến đấu với thế hệ xe tăng T-72 và T-80 mới nhất của Nga. Vũ khí này chính thức được nâng cấp trong quân đội Đức vào năm 1992. Panzerfaust 3 hiện đại là một cỗ máy tiêu diệt xe tăng. Kể từ đó, nó đã được nâng cấp kỹ thuật để theo kịp với những cải tiến của xe tăng. Đặc biệt là Panzerfaust 3T, sử dụng đầu đạn song song tích điện rộng kép với một mũi nhọn ở phía trước đầu đạn có thể xuyên thủng lớp thép lên đến 31,5 inch. Panzerfaust 3IT600, dài 90 cm và nặng 16 kg, trong đó là đầu đạn có đường kính 110 mm với chất nổ cao Amaton Sindor nặng tới 5 kg. Người vận hành có thể mang theo tối đa 3 đầu đạn dự phòng. Đầu đạn có tầm bắn hiệu quả tối đa là 40 km đối với mục tiêu đứng yên và 53 km đối với mục tiêu đang di chuyển. Phạm vi hiệu quả tối thiểu là 2 km. Sau khi được sản xuất đầy đủ thì Panfjord 3 ban đầu có giá 9.994 đô la Mỹ, nhưng phiên bản IT600 lại có giá 11.108 đô la. Một đầu đạn chống tăng tiêu chuẩn có giá 297 đô la. Tính đến năm 2003 Tổng cộng 261.718 chiếc Panjo Fold 3 đã được sản xuất. Năm 1989, Nhật Bản trở thành cường quốc nước ngoài đầu tiên mua vũ khí này, tiếp theo đó là Thụy Sĩ vào năm 1991. Kể từ đó, Panjo Fold 3 cũng đã vào kho vũ khí của Áo, Ý, Hà Lan, Peru, Iraq, Hàn Quốc, vân vân. Ukraine đã điền thêm tên của mình vào danh sách này sau khi các lực lượng Nga xâm lược vào tháng 2 và một loạt các cường quốc phương Tây bắt đầu hỗ trợ kỹ vũ khí, bao gồm cả Panzer Theo trang tin Military Times, cho đến nay, người Ukraine đã sử dụng chúng rất tốt. Điều này đã khiến đội thiết giáp của Nga ngày càng phải trả giá đắt. Tính đến ngày 16 tháng 5, quân đội Ukraine cho biết họ đã hạ được 1.228 xe tăng của Nga, 2.974 xe bọc thép. Tuy nhiên, những số liệu này vẫn chưa được xác minh một cách độc lập. Chuyển sang phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Phóng viên CNN nói, Thượng Hải bị phong tỏa như bộ phim về zombie. Kính thưa quý vị, kể từ cuối tháng 3 năm nay, Thượng Hải, thành phố lớn nhất và là trung tâm thương mại của Trung Quốc, đã bị áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trong suốt hơn một tháng. Phóng viên CNN của Mỹ tại Trung Quốc David Cover cũng đã phải chịu đựng suốt hơn 50 ngày mất tự do. Chỉ trong vài ngày cuối cùng, ông mới thuận lợi đáp chuyến bay trở về nước Mỹ kể lại với người dẫn chương trình CNN Anderson Cooper, David Cover nói, việc phong tỏa nghiêm ngặt đến mức chỉ cần một người bị trần đoán nhiễm COVID thì toàn bộ cư dân trong khu chung cư sẽ bị buộc đưa đến trung tâm cách ly tập trung. Ông Anderson Cooper đã chiếu một đoạn video trên chương trình trò chuyện của kênh CNN cho thấy các nhân viên chống dịch trong trang phục bảo hộ màu trắng đã đột nhập vào nhà của người dân. Ông Cooper đã mô tả nó giống như một bộ phim zombie. Ngày 13 tháng 5, trang web CNN đã đăng tải bài viết và hình ảnh của phóng viên David Cover chia sẻ hành trình mà ông vượt qua nhiều khó khăn và mang theo một chú chó sau hơn 50 ngày phong tỏa nghiêm ngặt ở Thượng Hải. Ông Culver đã đề cập trong bài viết rằng tại sân bay, ông đã nói chuyện với một số người nước ngoài giống như mình đang chuẩn bị rời khỏi Trung Quốc. Có người đã sống ở Thượng Hải 5 năm, 7 năm, thậm chí tới 10 năm. Họ cùng đưa ra một kết luận Việc đầu tư bao nhiêu thời gian vào thành phố cửa ngõ tài chính này của Trung Quốc không quan trọng, giờ là lúc cần phải đặt lệnh cắt lỗ và rời đi. David Cover cũng kể rằng, ông đã phải trải qua một hành trình rất phức tạp thì mới có được tấm vé một chiều rời khỏi Thượng Hải. Trong thời gian này, ông đã nhận được sự hỗ trợ của lãnh sự quán Hoa Kỳ và phải được sự đồng ý của các quan chức trong khu dân cư thì mới có thể mua được tấm vé trong các chuyến bay duy nhất này. Đặc biệt là ông còn mang theo con chó của mình. Điều quan trọng nhất là David Cover phải bảo đảm với các quan chức của khu dân cư rằng một khi đã rời đi thì ông sẽ không bao giờ quay trở lại. Vị phóng viên tại Thượng Hải này của hãng CNN cho biết, hôm nay rời Thượng Hải là cơ hội duy nhất và là hành trình một chiều. Tôi đã không có nhiều tự do trong suốt 50 ngày qua. Hầu hết chúng tôi bị nhốt ở nhà, xét nghiệm axit nucleic cộng đồng, xét nghiệm và tái xét nghiệm, trong đó tôi đã thực hiện rất nhiều lần xét nghiệm nhanh tại nhà. Trên đường đến sân bay, Cover đã chụp ảnh những con phố hoang vắng của Thượng Hải, về hè được bao quanh bởi dây nhựa, các cơ sở kinh doanh và nhà hàng đều bị khóa bằng xích sắt. Cover đã đi trên một chiếc xe chống dịch do chính quyền Thượng Hải cử đến, ông phải xuất trình giấy chứng nhận do đại sứ quán Hoa Kỳ cấp tại trạm kiểm soát. Và cuối cùng, sau 50 ngày, ông cũng có mặt tại sân bay. Trong phòng chờ tại Thượng Hải, các nhân viên mặt đất được trang bị vũ khí dày đặc bên ngoài cửa sổ đang phun khử trùng cho nhau. Còn trong đoạn video phóng sự, Cover đã xen kẽ những hình ảnh phản kháng và xung đột trong áp lực đóng cửa thành phố nặng nề suốt hơn 50 ngày. Ngồi trên máy bay, ông nói, những cảnh hỗn loạn, tuyệt vọng và xung đột này dường như đã thực sự cách tôi rất xa. Cuối bài viết, Cover chia sẻ cuộc trò chuyện với tiếp viên hàng không trên chuyến bay đến Amsterdam. Hầu như tất cả các hành khách trên chuyến bay này đều biết ơn vì đã được rời khỏi Trung Quốc. Ai ai cũng có một câu chuyện chạy nạn của riêng mình. Ở một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào hôm 16 tháng 5 đã cảnh báo Covid-19 có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên, nơi mà tổ chức này cho rằng các chương trình tiêm chủng vẫn chưa bắt đầu. Poonam Khetrapal Singh, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO nói rằng, với việc quốc gia này vẫn chưa bắt đầu tiêm vaccine COVID-19, có nguy cơ virus có thể lây lan nhanh chóng trong dân chúng, trừ khi được ngăn chặn bằng các biện pháp thích hợp và ngay tức thì. Trong cùng một tuyên bố, WHO cho biết họ vẫn chưa nhận được thông tin về vụ bùng phát được báo cáo trực tiếp từ chính quyền địa phương. Truyền thông Triều Tiên ngày hôm qua thì cho biết hơn một triệu người nước này đã bị triệu chứng sốt. Tin cũng cho hay khoảng 50 người đã chết nhưng không rõ là có bao nhiêu trường hợp nghi ngờ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Vào năm ngoái, cộng đồng quốc tế đã đề nghị cung cấp cho Triều Tiên hàng triệu liều vaccine AstraZeneca và cả vaccine do Trung Quốc sản xuất. Nhưng Bình Nhưỡng tuyên bố họ đã kiểm soát được COVID-19 bằng cách đóng cửa biên giới vào đầu tháng 1 năm 2020. Chuyển sang một tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Iraq lại hứng chịu bão bụi khiến các sân bay, trường học phải đóng cửa. Ngày 16 tháng 5, Iraq lại phải hứng chịu một trận bão bụi khiến các sân bay và trường học và cả cơ quan chính phủ trên khắp cả nước phải đóng cửa. Đây là trận bão bụi thứ 8 ở quốc gia Tây Nam Á kể từ giữa tháng 4 vừa qua. Truyền thông địa phương cho biết, đám mây bụi dày đặc đã bao phủ bầu trời thủ đô Baghdad và nhiều thành phố khác của Iraq. Trải dài từ thành phố Najaf ở miền Nam lên thành phố Sulamania thuộc khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc. Những lớp bụi màu cam phủ dày các mái nhà, ô tô và theo gió len lỏi vào cả những ngôi nhà. Sân bay tại thủ đô Baghdad đã phải đóng cửa và tạm dừng các chuyến bay do tầm nhìn giảm xuống dưới 300 mét. Các sân bay ở Najaf và Sulaymaniyah cũng đã phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, nhà chức trách tại 7 trên 18 tỉnh của Iraq, bao gồm cả thủ đô Baghdad, đã phải ra lệnh đóng cửa các cơ quan, văn phòng, chính phủ. Tuy nhiên, các cơ sở y tế trên toàn quốc vẫn hoạt động bình thường Do lo ngại, bão bụi có thể ảnh hưởng đến những người có nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hô hấp và bệnh tim. Các trường học trên cả nước cũng bị đóng cửa và các kỳ thi cuối năm bị hoãn lại. Các trường đại học cũng phải trì hoãn các kỳ thi. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết, trận bão bụi này có thể sẽ tan dần vào tối ngày 16 tháng 5. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 17 tháng 5 của DKN TV cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại